Thì hôm nay thì đây là một cái bộ mũi nhám của xe Black 2016 đến 2020 các bạn. Thì cái hình là mình sẽ để lên cái hình trên màn hình cho các bạn xem ha. Thì nguyên bộ nhựa nhám. Hôm bữa mình cũng đã giới thiệu cho các bạn là bộ nhựa nhám của Black 2010 rồi. Hiện nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn bộ nhựa nhám của thằng Black 2016. Thì nó cũng không có nhiều món đâu bạn. Cái này mình đang đóng để mình gửi hàng cho khách các bạn. Đây là cái hai cái ốp sàn hai bên nè. Đây là một cái bên bên phải nè. Cái bên phải là cái trái nè các bạn. Đang đóng hàng luôn đó các bạn. Cái bên phải cái bên trái ha. Cái đời này là của khách, là xe đời kỷ niệm 10 năm các bạn. Đây là cái dèo bắt biển số nha các bạn. Còn ở đây là cái về trong nè, về cho sình nhỏ nè, bộ và nói bộ thôi chứ mình soạn ra các bạn. Đây là cái từng cái món nhỏ nó sẽ có một cái mã số nè. Đây là hai cái ốp ở phía trước cái đèn pha nè các bạn, chỗ cái đèn pha trước nó có hai cái ốp hai bên nè. Thì trong cái lường nhỏ hồi nãy nó sẽ có một cái lỗ để chúng tôi gắn cái này, là cái nắp che, là cái nắp làm mát các bạn. Còn cái này nắp cái tản nhiệt nè các bạn. Ở ổ khóa ha. Các bạn nào có nhu cầu thì có thể liên hệ với mình nha các bạn. Mình sẽ báo giá cho các bạn luôn cái bộ này nha. Rồi mình giới thiệu từng món cho các bạn thôi. Cũng có mấy món thôi, nãy giờ giới thiệu qua cũng tới chục món các bạn. Đây là cái lường đứng các bạn. Đây là cái lường này nó hơi bự các bạn. Đó. Thì do là cái kích thước của cái thùng này nó tương đối lớn nè, cho nên là mình gửi hàng đi thì nó sẽ tốn một cái phí ship khá là cao các bạn. Cái thùng này gửi đi tầm khoảng hơn 100.000 ha. Phí ship chắc cũng 1.800 tới 200.000 các bạn. Mình không biết là cái bộ này bao nhiêu nhưng mà nhà vận chuyển là ăn hết gần 200.000 rồi. Cái này thì mình không có tác động được các bạn, do người ta bên bưu điện người ta thu thôi. Bạn nào mà có nhu cầu mua thì có thể liên hệ với mình nha. Cái này mình gửi đi ra ngoài đây Phú Yên ngoài các bạn. Bộ mũi nhám Alex 2013-16. Còn cái đời 2010, 2012, 13 rồi là vẫn có hết các bạn. Cái đời đó đây nè. Đây mình có rất là nhiều các bạn. Đây là của Alex 21 nè. Còn dưới này là của Alex 2010. Ở kho mình là có nhiều đủ hết các bạn. Nếu không đủ thì mình có thể đặt hàng trực tiếp ở Honda, các bạn cứ yên tâm ha. Đây, quay sơ cho các bạn nhìn thấy cái kho bên mình nè. Đây là cái nắp sau của thằng quay hai bóng nha các bạn. Đó. Đồ dựa nè, mỗi một cái này nằm trong hộp gì hết nha các bạn. Đây là về nè. Đồ nhựa, đồ mũ, đồ sắt đều có các bạn, rất là nhiều luôn. Còn bộ nào mà bạn nào quan tâm tới cái bộ hồi nãy Alex đó thì các bạn có thể liên hệ với mình nha. Đây là cái đồ vi sành kho các bạn. Tại vì là đóng hàng rồi gửi đi thôi các bạn. Bạn nào có nhu cầu biết về giá thì các bạn có thể liên hệ với mình ha. Rồi chào tạm biệt các bạn.